Thưa quý vị, tròn 2 năm ứng phó với đại dịch Covid-19, đó là khoảng thời gian ngành y tế Đà Nẵng với vai trò chủ công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới sáng tạo để đương đầu với thử thách chưa từng có. Trong gian khó, cùng với hệ thống điều trị, hệ thống y tế dự phòng và tuyến y tế cơ sở đã có bước trưởng thành vượt bậc, góp phần quan trọng kiểm soát đại dịch Covid-19 để thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, đó là những công việc đã trở nên thuần thục với lực lượng làm công tác y tế dự phòng ở Đà Nẵng suốt 2 năm qua. Liên tiếp trong các đợt bùng phát dịch Covid-19, bất kể ngày đêm, cứ có ca bệnh mới phát sinh là họ lại lao vào guồng quay để điều tra dịch tễ, truy vết F1, F2. Anh em phải mặc những cái bộ đồ phòng hộ này suốt một ngày, và có khi là đây là một làm trong điểm mát, nhưng mà như làm ở khu vực Hòa Cường thì chúng tôi phải làm ở dưới công viên, nhiệt độ cao nóng, hoặc là thậm chí có những lúc phải làm buổi chiều, ban đêm, vân vân, hoặc là trong chợ, những cái khu vực rất là đông người thì cái áp lực trong cái công việc của chúng tôi cũng rất lớn. Tuy nhiên với cái tinh thần là chống dịch như chống giặc, chúng tôi cũng cố gắng hết mức, cho dù cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cùng với việc kịp thời khoanh vùng truy vết để tiến hành cách ly, thì suốt 2 năm qua, khâu xét nghiệm được Đà Nẵng xác định phải đi trước, càng nhanh càng tốt để ngăn chặn dịch lây lan. Với tinh thần thần tốc, Đà Nẵng liên tục đạt các cột mốc kỷ lục về xét nghiệm trong một ngày, có lúc lên đến hơn 100.000 mẫu. Và đặc biệt hơn cả, phương pháp xét nghiệm gộp nhóm được Đà Nẵng triển khai đầu tiên và sau đó được nhân rộng ở nhiều tỉnh thành khác. Đặc biệt Đà Nẵng là rất sáng tạo. Trước đây các đồng chí là cho gộp 5 mẫu, cái đợt năm ngoái cũng rất là sáng tạo. Bây giờ gộp đến 10 rồi. Và các đồng chí là làm đến 20 tùy từng trường hợp. Thì cái này tôi rất hoan nghênh Đà Nẵng, và tôi đề nghị Đà Nẵng ấy tiếp tục làm cái này và để thành một cái hướng dẫn. Nó không phải mang tính lý thuyết, pháp quy gì cả, nhưng mà nó như một kinh nghiệm từ thực tiễn. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ công của ngành y tế cùng sự đồng thuận của người dân, các đợt bùng phát dịch nhanh chóng được Đà Nẵng kiểm soát tốt. Từ tháng 10 năm 2021, chuyển trạng thái thích ứng theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Trường Bộ Y tế tiếp tục thể hiện vai trò khi thành phố tổ chức điều trị F0 tại nhà. Với số lượng F0 tăng nhanh, các trạm y tế lưu động nhanh chóng được thiết lập. Không ai khác, lực lượng y tế cơ sở đảm đương sứ mệnh chăm sóc, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngay tại nhà. Phải dành riêng cho đội ngũ y tế một cao là quá tội, bởi vì họ cống hiến quá lớn. Họ luôn luôn là hết mình vì nhân dân. Chúng tôi luôn luôn dành riêng cho cán bộ y tế một cái tình yêu rất là đặc biệt, bởi vì là đối với họ, chỗ nguy hiểm nhất trong dịch bệnh là có mặt họ. Từ năm 2020 đến nay thì cái vai trò, vị trí, chức năng của trạm y tế ở cơ sở cực kỳ là quan trọng. Đây là lực lượng nòng cốt tham mưu cho ban chỉ đạo phường trong công tác phòng chống dịch. Cụ thể là công tác điều tra truy vết F0, F1, F2 đưa đi điều trị, cách ly điều trị. Đặc biệt là từ khi thành phố Đà Nẵng có chủ trương điều trị F0 tại nhà thì cái vị trí, vai trò, cái chức năng của trạm y tế hết sức là quan trọng trong công tác tham mưu cho ban chỉ đạo phường thực hiện cái việc điều trị F0 tại nhà. Thì đối với phường Hòa Khánh Nam thì ngoài cái trạm y tế chính thì phường Hòa Khánh Nam cũng đã thành lập thêm 6 cái trạm y tế lưu động. 2 năm ứng phó với đại dịch Covid-19, trong khó khăn thử thách chưa từng có, hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở tại Đà Nẵng đã có bước trưởng thành. Covid-19 là thách thức nhưng cũng là cơ hội để hai trụ cột quan trọng này thích ứng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.